Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 1. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là ký số 2, bài số 1. Khoanh vào tên bạn, đặt thước đo đúng. Thế là cái bạn nào mà đặt cái thước đo đúng thì chúng ta khoanh vào. Thứ nhất bạn này là sai vì lý do là cái ghi thước này nè. Ngay chỗ này không chia vạch, không chia vạch mà cái thước này lùi ra như thế này đây. Khi mà đo á, đây cái thước của thầy đây, ví dụ như chúng ta muốn đo cái thước này ha, chúng ta phải đĩa như cái này, như này ngay chỗ cái này nè thì nó ngay chỗ cái vạch của số 0. Rồi chúng ta đĩa như thế này là sai, ngay chỗ này đâu có chia vạch đâu mà chúng ta đĩa như thế này sai, chúng ta phải lui ra đó, cách đĩa như đó mới đúng. Rồi vậy bạn này sai, còn bạn này thì đĩa cái cây cái bút chì này, thứ nhất là cái chỗ này bị sai nè, thứ hai là đĩa cái bút chì nó không có xét với cái này là sai. Bạn này là đúng này, thứ nhất là đĩa ngay chỗ số 0 rồi ngay chỗ cái đầu của cây bút chì và đĩa xét với lại cây bút chì, nó đĩa song song và xét với lại cái thước, bạn này đúng. Người ta yêu cầu là khoanh vào tay, như là bạn nam này là bạn đĩa đúng này. Chúng ta qua bài số 2. Đo đồ vật rồi viết vào chỗ này đo rồi. Thầy mới nãy thầy nói rồi đó, đĩa như thế này là sai, chúng ta lùi ra đĩa như thế này. Ở chỗ này thì chúng ta thấy là đây là số 5, đây là số 6, 6 cm. Rồi cái này đây là 7, 8, số 8 này, 8 cm. Rồi cái kéo, cái kéo thì ngay chỗ này thì nó hơi khó, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ quay ngược ra hoặc là chúng ta kẻ cái này xuống. Rồi kẻ này xuống đây như thế này. Rồi chúng ta đo ngay chỗ số 0, ngay chỗ cái vạch chúng ta mới vừa kẻ. Đây như vậy chúng ta thấy là đây là số 6, số 6 là 6 cm. Chúng ta qua bài B. Còn là cây này nữa. Đây là 4 cm. Bài B. Khoanh vào chữ đặt trước, câu trả lời đúng. Trong các đồ vật trên, đồ vật nào dài nhất? Như vậy thì chúng ta thấy là cái cây bút mực này là 8 cm là dài nhất. Bút mực là dài nhất. Trong các đồ vật trên, đồ vật nào ngắn nhất? Ngắn nhất là cái cây này, cái bút chì sáp này. Thì bút sáp là đáp án là C. Viết tên hai đồ vật bằng nhau. Đồ vật bằng nhau là cây bút chì và cái kéo. Được. Cây bút chì và cái kéo. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Hãy ước lượng độ dài mỗi bút rồi dùng thước có vạch chia cm để đo chúng. Sau đó viết số tích hợp vào ô trống. Này ước lượng có nghĩa là chúng ta dự đoán. Dự đoán thì có thể là đúng, có thể là sai. Được không? Thường thường thì chúng ta sẽ ước lượng là sai hơn là đúng. Được không? Mà sai mà chúng ta sai xác xét ở đó thì được chứ sai đừng có sai quá. Được. Ví dụ như chúng ta ước lượng là 10 cm mà chúng ta sẽ đo là 9 cm là hợp lý. Chúng ta đừng có ước lượng mà có 2 cm mà chúng ta sẽ đo tới 8 cm thì nó không hợp lý. Và chỗ này thì thầy ước lượng nó tầm khoảng cỡ là 5 cm. Cái này thầy ước lượng tầm khoảng cỡ 5 cm. Rồi thầy đo. Ồ đúng luôn, 5 cm. Rồi cái này 5 cm, cái này nó ngắn hơn thì thầy nghĩ cái này là 4 cm. Rồi đúng luôn nè, 4 cm. Cái này 4 cm thì thầy nghĩ cái này tầm khoảng cỡ là từ đây tới đây khoảng cỡ 7 cm. Ồ chính xác luôn. Rồi cái này thì ước lượng là 7 nhưng mà thầy đo cũng là 7. Từ đây là 7 mà từ đây qua đây này thầy cho là tầm khoảng cỡ 3 nữa, và thầy nghĩ thế này là khoảng cỡ 10 cm. Như vậy cái này là ước lượng sai nên 11 cm.
Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Cho các băng giấy ABC, A đây, B đây, C đây. Mỗi cái từ đây qua đây là 1 cm và chiều cao lên cũng là 1 cm, như vậy cái này là một cái hình vuông. Bốn cạnh này đều là 1 cm hết. Chúng ta viết số hoặc là chữ số tích hợp vào ô trống. Băng giấy A dài bao nhiêu cm? Và chúng ta đếm bao nhiêu thì dài bấy nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô. 6 ô thì dài là 6 cm. Băng giấy B dài bao nhiêu cm? B đây. 1, 2, 3, 4. Dài là 4 cm. Băng giấy C dài là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cm. Nào qua câu B. Trong các băng giấy tên, băng giấy chấm chấm dài nhất, băng giấy ngắn nhất. Như vậy là C là dài nhất, đây là 8. C ngắn nhất là B 4 nè, B. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.